Con sam núi này bao nhiêu bác? Cái con sam núi ở Thanh Long là khoảng con đầu tiên à? Đẹp đấy, nhiều quả quá nhỉ. Cái khế này chậu cũ, cái chua bác nhỉ, cái chua sao này làm lâu lắm rồi, quả nó bắt đầu chuẩn bị nó ra các bạn, mùa này sắp sửa ra quả, đang vào chiều hai, mùa này nó có quả rồi, làm lâu lắm rồi bác bảo thế, quái cây rồi, quái cây rồi, quả thì chỉ là thời gian thôi. Và bác chăm sóc phân ngò. Bác ở trường 2 bạc làm đến bao giờ? Cái chậu này, em làm mẻ tí dương trọng nhá. Con này dương trọng lại không bao giờ dưới 500. Con sam núi này bao nhiêu bác? Cái con sam núi ở trong Thanh Long thì là khoảng nhỏ. Con đầu tiên à? Đẹp đấy, nhiều quả quá nhỉ. Quả chín hết rồi. Cha Phúc Kiến. Cha Phúc Kiến đi. Chỉ 10 phút là đấy. Cha Phúc Kiến đẹp ghê nhỉ. Đây, cái tăng. Là hán này đẹp. Đấy, còn dây tím này. Rất hay. Đẹp quá, còn là hán tuyệt mỹ à. Giấy quái đang tốt lá. Đâu, con bé cũng được ạ.
Bên này nó có những cây la hán rất là đẹp. Cây cần thăng, rất nhiều cần thăng đẹp. Đấy, con la hán này, la hán này mấy cái ngọn nó dày lắm tí đây. Nhìn cái da nó lên tất cả. Đây, con này. Người ta đánh vào cái đỏ này. Đấy. Con này nhá. Rất đẹp. Nhìn cái tay tả nó này. Đấy. Đấy. La hán mới gọi, này mới gọi là la hán này. Đây, con la hán. Đây, sống bằng cái vỏ ốc này. Cái vỏ ốc. Nhìn qua thì không biết là không có đất hay không. Nhìn này. Đấy. Rất là nghệ thuật. La hán đẹp. Nhìn những cái đường tay, những đường tay này. Tay nó dày, bao nhiêu năm sáng mới được cái tay nó dày. Khi mà những cái vỏ mà da mà được đánh đi thì nó sẽ rất là đỏ, đẹp các bạn.
nhìn nó sẽ rất là khác. Kiếm được những cái cây sim mà gốc to này hơi ít đấy. À vẫn đang có quả. Còn quả. Sim này độc đáo đấy. Trái Phúc Kiến này. Cô là hán này chưa quay, mẹ rất hay, rất chịch, rất khuẩn. Tôi đang bón phân cho nên mùi rất là kinh, những cái phân mùi rất là kinh các bạn. Đẹp mà mùi thì cũng được. Mùi sạch. Đã gọi anh ơi, về đi vợ mắng á. Thank you.